Bình bú sữa dành cho heo con, giải pháp chăn nuôi heo con hiệu quả, giúp bà con nông dân tiết kiệm thời gian công sức chăn nuôi heo con. Xin chào các bạn, trang trại nhà các bác đang gặp các cái tình trạng như heo con thiếu sữa này, hay là heo con mất mẹ. Đấy, các bác cần bổ sung sữa cho heo con mà các bác đang dùng các cái biện pháp thủ công rất là vất vả, như các bác bắt một tay từng con một cho nó bú bình nhỏ đó, rất là vất vả, hay là các bác sử dụng những cái biện pháp như chúng ta đổ ra cho nó bú gây đau bụng hay lãng phí sữa, chúng ta không kiểm soát được đấy, nó không hiệu quả, thì đây là cái giải pháp tuyệt vời dành cho các bác nhé. Chiếc bình bú sữa dành cho heo con đây, loại 6 vú và 9 vú đấy. Cấu tạo của bình thì bình này được cấu tạo bằng nhựa ABS chịu lực cứng cáp các bác nhé, đấy, rất là cứng, chống va đập này, chống vỡ này đó. Tiếp theo là hệ thống bú, thì hệ thống van bú được cấu tạo vát 45 độ. Khi chúng ta treo vào tường nhé, thì nó sẽ dốc hết sữa vào cái hệ thống van núm bú rất là dẻo này. Nó sẽ tối ưu và giúp con heo con nó bú sạch sữa nhé, sạch và chống sặc, rất hiệu quả. Ngoài ra trên thân bình sẽ được đục 4 chiếc lỗ, đầu trên đầu dưới, giúp chúng ta cố định hoặc gia cố vào thành chuồng tường để cho chiếc bình luôn luôn giữ chắc ở một vị trí, con heo con thuận tiện nó tì đè nó bú, tăng hiệu quả bú. Đấy, không lỏng nhá các bác nhá. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai mẫu, đó là mẫu 6 và mẫu 9. Mẫu 6 thì nó sẽ có 6 đầu bú các bác nhá, còn mẫu 9 thì tăng cường lên 9 đầu bú, và tất nhiên là kích thước của hai chiếc này sẽ lệch nhau rồi, 6 và 9 mà, nhưng sẽ lệch không nhiều, một chiếc thì 90 cm, một chiếc thì 75 cm nhá. Đấy, được chưa? Thì toàn bộ phụ kiện khi bên em gửi hàng, bên em sẽ bỏ hết trong bình nhá, đây là em lắp sẵn thôi, còn lại khi gửi hàng cho bác là em không lắp sẵn, bởi vì trong quá trình vận chuyển có thể xô xát những cái vấn đề liên quan bên ngoài thì nó sẽ gây hỏng cái đầu bú, nên em sẽ bỏ hết vào trong này, thì khi các bác về thì em sẽ có những video, hoặc các bác gọi điện trực tiếp hotline đặt hàng cho em thì em sẽ hướng dẫn các bác lắp đặt cho cực kỳ dễ dàng. Đấy, bú làm sao, giờ nào hay kỹ thuật em sẽ hướng dẫn chi tiết đến cho các bác nhé, làm sao để các bác thuận tiện hiệu quả nhất khi mà đã tin tưởng đặt hàng bên em. Đó, hotline bên em thì có thể hiển thị trên màn hình, hoặc là các bác gọi theo cái hotline đang hiển thị trên màn hình đây. Được chưa? Phân phối xỉ lẻ bình bú sữa heo con toàn quốc, bên em hiện tại có rất là nhiều hàng nhé. Đó, nếu như các bác có theo dõi kênh của em và các video trước của em thì em có quay đấy, cái quá trình đang test thử hàng cho các bác, hay là quá trình lắp đặt thì bên em có rất nhiều hàng đấy. Các bác đặt bao nhiêu cũng có nhé, không lo về số lượng, và bên em ship từ một chiếc nhé, lẻ mà các bác. Các bác đôi khi trang trại thừa một vài con thì cứ ok, đừng ngần ngại gọi cho em. Và bên em có làm giá xỉ ship số lượng nhiều cho các trang trại lớn nhé. Đấy, cho các quý công ty. Đấy, video này thì em xin giới thiệu đến cho các bác ra mắt hai cái sản phẩm này. Đấy, bác nào có nhu cầu thì cứ alo em theo số hotline nhé, em sẽ tư vấn và gửi hàng toàn quốc cho các bác. Hàng thì trước khi gửi thì bên em sẽ kiểm đếm và kiểm tra đầy đủ rồi, không vỡ, không có một lỗ nhỏ, đẹp 100% gửi cho các bác, để các bác thuận tiện sử dụng và hiệu quả khi các bác đã tin tưởng vào cửa hàng em. Đấy, trên đây là video giới thiệu sản phẩm bình bú sữa con. Đấy, xin cảm ơn các bác đã theo dõi đến hết video này. Đấy, đừng ngần ngại gọi cho em theo số hotline nhé. Xin cảm ơn các bác.